À rồi, chào mừng tất cả các bác đến với kênh Huy Cường Audio, một trong những kênh âm thanh bãi tuyển chọn. Đấy, thì hôm nay bên em giới thiệu cho tất cả các bác cái mẫu dây tín hiệu và mẫu dây ba lăng của dòng VKPT của Đức. Thì những cái dòng dây này thì bên em cũng vừa mới về được hàng thôi. Đấy, chất lượng sản phẩm dòng này được thì cũng chỉ có một bác khách, bác cũng ở Sài Gòn là bác cũng lấy rồi và đánh giá được cái chất lượng sản phẩm rất là tốt, hiệu quả âm thanh đạt được vượt trội so với lại cái tầm tiền mà mình cần phải bỏ ra nha. Thì mọi chi tiết liên hệ mua hàng, các bác có thể liên hệ trực tiếp cho em qua hai số điện thoại trên màn hình kia, thì bên em sẽ ship hàng toàn quốc cho tất cả các bác và bên em cũng sẽ tư vấn làm sao cho tất cả các bác phù hợp với lại cái dàn âm thanh nhà các bác đang sử dụng. Đấy, để nó phù hợp đạt được cái chất âm tốt nhất có thể. Thì không để mất thời gian của tất cả các bác nữa, thì trước tiên em sẽ đi cho các bác cái dòng dây AV nha, dòng dây AV. Em sẽ quay cho các bác xem đây chính là một cái cặp dây AVVKBT của Đức. Dây AVVKBT của Đức nha, các bác nhìn chưa? Made in Germany. Các bác nhìn này. Cực kỳ cao cấp. Đây. VKBT. Đầu dắp của nó này. Đầu dắp của nó cũng là đầu dắp VKBT của Đức luôn. Và hàng này là hàng bên nguyên bản mà bên em nhập về nha các bác. VKBT. Đấy, dây của Đức. Các bác có thể thấy được cái chân dắt của nó lại đều được mạ vàng công nghiệp 24K rất là cao cấp. Và cái dòng này của nó là dòng dắt khóa nha các bác. Đấy, dòng dắt khóa. Các bác có thể tháo ra này. Đấy, dòng này các bác có thể tháo ra nha. Đấy. Đấy, các bác nhìn. Đó, bên đó thì người ta cũng bắn keo rất là cẩn thận này. Đấy, khi các bác bắn keo này các bác nha, tất cả hãng người ta đều sử dụng bắn keo như này là vì sao? Đấy, khi các bác bắn keo lại vào, một là cái độ chống oxy hóa của nó thì cực kỳ là tốt nha. Các bác xài nó sẽ không bị oxy hóa ở cái mối hàn. Đấy, nó sẽ không bị oxy hóa ở cái mối hàn được. Bảo vệ tốt được cái mối hàn cho tất cả các bác. Đấy. Các bác có thể thấy được thân dây này. Đấy, các bác nhìn được thân dây chất lượng của nó này. Cực kỳ cao cấp nha, rất là cao cấp. Đấy. Thì những bác nào mà đang muốn nghe cái dòng dây như này ấy, thì hôm bữa thì bác khách cũng phản hồi rồi, cái dòng này thì cải thiện tốt cho tất cả các bác ba giải, đặc biệt là giải cao của nó tiếng nghe rất là hay. Đấy, độ chi tiết của nó thì cực kỳ là tốt nha, tiếng nghe rất là bay bổng, thanh thoát. Tiếng nghe những cái dòng như này các bác nghe đặc biệt là nó không bị bí tiếng nha. Đấy, nghe không bị bí tiếng, tiếng nghe rất là mượt mà nha các bác. Đấy, thì cái dòng này thì đây nó sử dụng mà đầu dắt của nó đây. Đầu dắt của nó thì đều được sử dụng VKPT 0152CU. Đó. Đó nhìn, VKPT của Đức rất là cao cấp. Đó, thì thằng này thì hiện tại là bên em về được 1m và 1m rưỡi nha. Đấy, những cái cặp này giá hiện tại 1m là 4.700.000, 1m rưỡi của nó là 5.800.000 nha. 1m rưỡi là 5.800.000, còn 1m là 4.700.000. Đấy. GAV của Đức rất là cao cấp. Rồi, tiếp đến nó chính là cái cặp dây ba lăng như thế này. Đấy, cặp ba lăng như thế này. Thì cái cặp ba lăng này thì các bác có thể thấy được như cái dòng ba lăng này các bác có thể thấy không? Thì nó sẽ cấu tạo của nó là sẽ to hơn là cái thằng dây AV nha. Cấu tạo nguyên bản nó là to hơn thằng dây AV rất là nhiều. Đấy, thằng này thì cực kỳ là cao cấp rồi, rất là hiếm nha. Kể cả là dây AV và dây ba lăng. Đấy, nó đều là sử dụng đầu dắt của VKPT Gemelli. Các bác thấy chưa? Cực kỳ là đẳng cấp. Và đặc biệt nữa, cái dòng dây này á, các bác có thể thấy được đây, các bác nhìn này. Đây, bên này. Đấy, dây đan sen như này. À, thì những cái dòng dây mà đan sen như này nó không có cục chống nhiễu á, thì các bác rất nhiều bác hỏi em là tại sao cũng dòng dây này nó đan sen này thì không cần chống nhiễu. Tại vì những vết đan sen như này nha, cái độ phân giải của nó chống nhiễu cực kỳ là tốt. Và các bác có thể thấy được lớp chống nhiễu của nó này. Đấy, qua bên ngoài lớp nhựa đến lớp bên trong là một lớp giáp chống nhiễu của nó luôn, các bác nhìn thấy chưa? Để em quay zoom gần lại cho các bác xem nha. Đấy. Và đặc trưng của dòng này thì nó lại sử dụng là sử dụng đầu dắt của Furutech nha các bác. À, sử dụng đầu dắt của Furutech. Đây, các bác nhìn thấy chưa? Đầu dắt của Furutech cực kỳ là đẳng cấp. Đấy. Cặp dây ba lăng như này. Đấy, cặp dây ba lăng như này.
Đấy, thì hiện tại là giá bên em đang bán các bác là 6.500.000. Đấy, dây của nó là 1 mét, còn 1,5 mét của nó là 7.800.000 nha. 7.800.000 dài 1,5 mét. Đó, dây ba lăng cực kỳ hiếm nha. Dòng này rất là hiếm, không có nhiều nha. Thực sự là không có nhiều để cho những bác cho tất cả bác lựa chọn nha. Rất là hiếm. Đấy. Thế thì hôm nay em quay các bác đấy, chủ yếu là em quay cái dòng dây 3V và dòng dây ba lăng. Dây của Đức thì hàng này là bên em về thì số lượng nó cũng không có nhiều. Đấy, số lượng không có nhiều. Đấy, mà đặc biệt dòng này thì khách cũng đã lấy rồi, cũng đã trải nghiệm chất âm rồi, phản hồi rất là tích cực về cái dòng sản phẩm như thế này cho tất cả các bác. Đấy, thì mọi chi tiết liên hệ mua hàng thì các bác alo trực tiếp cho em qua hai số điện thoại trên màn hình kia, bên em sẽ ship hàng toàn quốc cho tất cả các bác. Các bác nhận hàng kiểm tra rồi thanh toán tiền với nhân viên nha. Đấy. Rồi thì sau cùng Huy Cường Audio cũng xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bác. Đấy, và hẹn tất cả các bác ở những video kế tiếp.